Hoa Nhi à, con tiện tới đây được rồi. Quá ba ba, con... Người xưa có câu, có bữa tiệc nào không tàn chứ. Hoa Nhi, con cứ yên tâm ở trên này học võ. Khi nào quá ba ba có thời gian sẽ lên đây thăm con, nhớ nghe. Dạ không phải, quá ba ba à, con... Hoa Nhi, thật ra con có tâm sự gì? Con chỉ muốn theo ba ba về đảo Đào Hoa thôi. Cái gì? Dẫn con về đảo Đào Hoa? Dạ phải. Nè, cùng lắm vậy đi quách ba ba. Hoa Nhi hứa với ba ba là từ đây không dám nghịch ngợm sinh sự nữa. Con sẽ nghe lời dạy của quách ba ba và quách ba mẫu. Quách ba ba, người dẫn con về đảo Đào Hoa đi. Hoa Nhi không muốn ở lại toàn chân giáo một mình đâu. Ê, vậy thì không được. Hoa Nhi à, tạm thời con cứ ở đây học vài môn võ công. Để ta về giải thích cùng với Kha Công Công đã. Để người bớt giận, sau đó ta sẽ lên đón con về đảo Đào Hoa. Nếu Kha Công Công không chịu tha thứ cho con thì sao? Đừng có ngốc nữa. Tại sao người không chịu tha thứ cho Hoa Nhi chứ? Giả lại, võ học của toàn chân giáo đang là võ học chánh tông thiên hạ. Hoa Nhi à, dựa vào tài trí thông minh của con, thành tựu sau này nhất định sẽ vô khả vô tận. Quá ba bá, người quên rồi sao? Hôm đó lúc chúng ta lên núi, Con có chút hiểu lầm với thầy trò Triệu Chí Kính. Bây giờ con phải nhận Triệu Chí Kính làm thầy. Thôi chết rồi, chắc hắn sẽ trả thù cho coi. Lúc đó Hoa Nhi sẽ... Ê, toàn chân giáo là danh môn chánh phái, đệ tử của họ sao không phân biệt trắng đen chứ. Giả lại cũng còn khu sư tổ ở trển, tánh của người ta rõ hơn ai. Người sẽ đứng ra chủ trì công bằng. Hoa Nhi à, cô yên tâm đi. Nhưng mà... Tiễn quân dạng dặm rồi cũng chia tay thôi. Hoa Nhi, cô lên núi đi. Nè, nhớ rõ, cố gắng học hỏi võ công. Mai này lớn khôn thành người, vì dân vì nước, tạo dựng sự nghiệp. Có nhớ không? Nếu đã như vậy, Hoa Nhi biết sẽ làm sao rồi. Ừ, vậy ba bá yên tâm rồi. Con nhớ bảo trọng lấy mình. Ừ, quá ba bá, người cũng bảo trọng nghe. Quách ba ba không chịu dẫn mình về đảo Đầu Hoa, gửi đại mình cho lũ đạo sĩ thúi kia. Người thừa biết võ công của tên Triệu Chí Kính dở rồi mà, vậy mà còn kêu mình theo hắn học võ công. Dù cho học được đi nữa, vậy thì sao? Để đánh ai đây chứ? Vô Hoa. Dạ. Một mình người đó nãy giờ làm bấm cái gì? Sư phụ. Sư phụ hỏi người nãy giờ làm bấm cái gì? Không có gì. Đứng lại đó. Sư phụ đã nói chuyện với người, thái độ như vậy đó hả? Xưa nay tôi vẫn dùng thái độ như vậy đối diện với mọi người mà. Tình tiểu tập trung, người còn dám trả lời như vậy sao? Sư phụ không thẳng tay với người, chắc là người không sửa đổi đâu. Sao đây? Không phục ta, ta đánh người một lần nữa cũng được mà. Ngươi đừng tưởng mình là sư phụ của ta, muốn tán là tán nghe. Nhưng qua này không có sợ ngươi đâu. Súc sinh, là súc sinh, cả gan luôn cả sư phụ cũng muốn đánh à? Chắc là muốn chết rồi. Súc sinh, chưa chịu dừng tay hay là muốn chết? Tiểu tập trưởng, người đã phục ta chưa? Hôm nay may mắn cho người. Hiện giờ khu sư bá đang kéo chuông ra lệnh triệu tập đệ tử của bổn gia để giáo huấn. Hôm nay sư phụ tha cho ngươi một lần. Mau đi theo ta. Còn muốn gì nữa đây? Nếu ngươi còn đánh đập ta thì ta không nhận ngươi làm sư phụ đâu. Được rồi, được rồi, được rồi. Đạo trưởng đánh chuông triệu tập chắc chắn có chuyện cần thiết. Được rồi, ta hứa với ngươi. Đi thôi. Nhìn ngươi kìa, ta cảnh cáo ngươi đó nghe, lát nữa khôn hồn đừng nói câu nào. Bổn tọa vừa nhận được tin của Trường Xuân chân nhân và Thanh Tịnh đạo trưởng từ Sơn Tây báo về, kể là đại ma đầu Lý Mạc Sầu thâm hận thủ lạc, khiến ta khó đối phó.
Hiện giờ bổn tọa đã quyết định cùng Ngọc Dương chân nhân và 10 đệ tử của bổn giáo sáng sớm mai lên đường tới Sơn Tây để yểm trợ, đồng thời đối phó nữ ma đầu Tí Mặt Sầu. Chí Bình nguyện được theo cùng sư phụ trảm yêu trừ ma. Chí Bình, bổn tọa đã bàn bạc cùng với sư thúc sư bá rồi, họ đã quyết định để con ở lại Trùng Dương cùng tạm thay chức trưởng giáo. Sư phụ có ý để Chí Bình thay chức trưởng giáo hay sao? Con chỉ sợ không có khả năng đó. Chí Bình, sư thúc của con sẽ ở lại đây để điều thương, khi nào con gặp khó khăn có thể xin chỉ thị của sư thúc, ta tin chắc con có thể thừa sức ứng phó. Dạ sư phụ. Đệ tử Chí Kính cũng hy vọng được theo các vị sư thúc sư bá xuống núi để đối phó đại ma đầu Lý Mặt Sầu. Chí Kính, ngoài ra còn một nhiệm vụ quan trọng ta sẽ giao cho con, không cần con phải theo các sư bá xuống núi. Nhiệm vụ quan trọng? Không sai. Chí Kính, bổn tọa từng hứa với Quách Đại Hiệp phải hết lòng truyền thụ võ công cho Dương Hòa, đừng để trở ngại việc luyện võ của Dương Hòa và phụ lòng Quách Đại Hiệp nhờ cậy. Sau khi bổn tọa xuống núi rồi, con phụ trách hối thúc Dương Hòa học võ. Dạ sư bá. Dương Hòa, con tới đây. Dạ sư bá tổ, Dương Hòa đã tới. Ủa, chuyện gì mà con ra nông nổi này? Nguyên nhân gì có bị thương? Dương Hòa, hay là có ý thí võ với ai? Nói. Thưa sư bá tổ, vừa rồi trong lúc đệ tử đang nằm ngủ ở sau núi, bất thình lình nhớ những lời dạy của Quách Bá Bá, người nói võ công của toàn chương giáo bác ngoại tinh thâm, dặn đệ tử cố tâm học tập. Quách Bá Bá của con nói đúng, nhưng vì chuyện gì mà ra nông nổi này? Dạ, không ngờ cũng chính vào lúc đó thình lình có một con chó điên từ đằng sau vồ tới, nào là cắn nào là quào đệ tử. Ở trong lúc đệ tử không xử lý kịp, đệ tử chỉ biết quay lưng cắm đầu bỏ chạy, trong lúc sơ ý bị dập té lăn xuống dưới chân núi. Cũng may là sư phụ kịp thời ra tay cứu vớt, đệ tử mới không sao thôi. Chí Kính, chuyện này có thật không? Dạ, vừa rồi đệ tử có ra tay cứu giúp Hoa Nhi. Sau khi bổ tọa xuống núi rồi, con phải truyền hết chiêu thức võ công của toàn chân giáo cho Dương Hoa, đồng thời còn phải hối thúc hắn cân cù luyện tập, nghe rõ chưa? Dạ đệ tử biết. Dương Hoa, nghĩ lại chuyện trước đây, trong lúc bổn tọa sơ ý đã bỏ mặt cha con mới để xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Có cầu danh sư xuất cao đồ, dưới roi xuất hiếu tử, mai này con càng phải cố gắng ở lại toàn chân giáo, nhớ nghe lời chỉ dạy của tổ sư, không nên học tật xấu ở đời, nghe rõ chưa? Dạ sư bá tổ. Vậy thì bổn tọa yên tâm xuống núi rồi. Thiệt là chán chết. Ủa, trẻ hết ống củi rồi sao? Chắc cũng mệt rồi, ăn chén cơm đi, để dành cho ngươi đó. Huynh đầu bếp, cảm ơn huynh nhiều. Có gì đâu. Tên đạo sĩ thúi Triệu Chí Kính, Dương Hòa này không để cho ngươi khinh thường đâu. Nghĩ cũng hay ghê nghe, Dương Hòa mới đây mà đã trẻ hết đống củi rồi sao? Trời ơi, vậy là bổ củi đó hả? Ngươi coi nè, cây lớn cây nhỏ, cây dài cây ngắn. Ê, có biết trẻ củi hay không đó? Nè Dương Hòa, ta đang nói chuyện với ngươi mà, ngươi có nghe tao nói hay không vậy hả? Tội nghiệp chưa, bọn ngươi trẻ củi đến nỗi sụi lơ tay chân, cầm chén cơm cũng không nổi à. Sao ngươi vô dụng vậy? Thôi được, thôi được, để sư huynh hốt lại giùm cho nha. Ăn đi, không phải bữa nào cũng ngon như vậy đâu nha. Sao không ăn?